nó hơi nhỏ. Quán rồi vậy đó, là có gió, con đó xịn ha, ở đó chơi không? Hả? BBQ mà. Cà phê em đi BBQ. Đi vòng qua bên đây mình đi rồi. Đó đi, ở đó thì lên đó, lên đó có view không? Ở đó view dây điện. Thấy view bên đó nó sẽ nhìn lên mấy cái nhà này. Ngon mừng dưới đây. Lấy hộp vô theo luôn nha, để mặc. Hoặc để cốp xe cũng được. Để đây cho nó mô hiểm ngoài. Được, để đủ. Còn gì nữa không? Thì dâu ăn không? Thì mấy cái ngoài này nè, để mình ăn cà phê, mình ăn chơi. Xuống đi trước. Mình đi cà phê cho. Dạ. Vào trong luôn nè. Dạ. Đó, đó đó. Ở đây nước ở trong. Ngồi đi. Em vào dưới chị có được. Em ăn gì nha. Em bắt chén lan chứ nướng dâu lắc xoài lắc. Chén. Hai cái bánh tráng. Mang dâu hay là xoài? Một cái bánh tráng với khoai lang đi. Vậy một cái bánh tráng với khoai lang. Em muốn gì? Là chung á là có rồi đó. Số 50 sao? Nè có năm. Trà đào cam sả. Một trà đào cam sả. Một trà Việt Quốc. 130.000. Vậy em nhận cũng 200 mà. Mình có 30.000 nãy không chị? Dạ em nhận cũng 200. Là có số 46 nó chưa được ra nha chị Linh.
Khẽ đúng rồi, là lấy nước vậy em chở. Ủa, gì đó. Dưới đây còn nhiều nè. Dưới đây. Cái gì? Biết chứ, hay lắm. Ở đây hai ngồi dưới. Hai ngồi dưới đi. Đây còn chỗ. Ở đâu? Cái cây dây viên này. Té té con té té cho mày có khói đã quá. Mấy trăm tấm, 500 chưa? Xuống đây nè. Dạ, đúng á. Cô tao với mấy chục không? Mày nhìn cái kia kìa. Đâu? Cho bé. Đây này là cái gì? Cái bơ em.